Chuyển sang câu hỏi chăn nuôi tới từ khán giả Trần Trọng Đức tại Văn Lung, Phú Thọ, có số điện thoại 0378, 3 số cuối là 988. Khán giả có hỏi như sau: lợn nái sinh con được 2 ngày, lợn mẹ thì bị mất sức, sốt, không đi lại được, bỏ ăn và chỉ nằm một chỗ. Hiện đã dùng thuốc gluco cộng với lại mafamốc tiêu viêm và gluco KC 2 ngày nay nhưng lợn vẫn không hạ sốt, lợn con thì vẫn bú khỏe bình thường. Hỏi cách khắc phục hiện tượng trên. Vâng, xin mời những tư vấn của chuyên gia Lê Văn Năng. Vâng, xin chào anh Trọng Đức. Cái hiện tượng mà anh mô tả ấy, thì lợn nhà anh đang mắc hội chứng gọi là MMA. Cái hội chứng MMA thì chúng ta phải hiểu như sau. M thứ nhất gọi là mastitis, là viêm dạ con. M thứ hai là mastitis, là viêm vú. Và A thì là agalactio, tức là giảm hoặc mất sữa. Thì hiện nay sau khi sinh thì lợn nái là bỏ ăn, yếu và sốt. Thế thì ngoài ra thì chưa thấy những cái bệnh chứng gì cả. Nhưng mà chắc chắn là nó mắc trong một trong những cái bệnh chứng này. Và thậm chí là có một số trường hợp là lợn là liệt luôn. Ta gọi là lợn liệt sau sinh. Thì khi ấy thì mới dùng những cái toa thuốc. Thế thì bây giờ cách khắc phục thế nào? Thứ nhất là chúng ta phải khắc phục hiệu chứng MMA bằng cách là chúng ta tiêm bắp, dùng hai cái mũi tiêm. Mũi thứ nhất gồm có Lincogen LA 10 ml, thuốc thứ hai là đề sa thái 10 ml, và thứ ba là oxytocin là 20 UI. Thì ba thuốc này là pha chung tiêm cho 100 kg lợn, 100, nhớ là đem 100 kg lợn một lần, ngày tiêm 2 lần và tiêm 3 4 ngày. Mũi thứ hai là chúng ta phải tiêm giảm sốt và chống xuất huyết nội và giải độc, là gồm có anagen C và vitamin C thôi. Thì mỗi loại 1 ml chúng ta cũng pha chung lại tiêm cho 10 cân heo một lần. Thế hiện tượng mà lợn sốt sau sinh thì chúng ta phải cảnh giác là đây là chắc chắn là hoặc là sót nhau viêm dạ con, viêm tử cung nữa, cho nên ấy là gây lợn mới sốt. Và vì thế cái kháng sinh dùng là phải chuẩn, và kèm theo kháng sinh là phải có kháng viêm. Vâng, mong anh làm đúng thì sẽ khắc phục được. Còn trong lúc này ấy, thì đang mất sữa, lợn yếu, không phải mất sữa thì có thể là thiếu sữa, thì anh phải có cái biện pháp là chăm sóc lợn con để giữ lấy đàn lợn con bằng cách là gì? Anh nên bổ sung cho lợn con ăn thêm mà bằng sữa trẻ em sơ sinh. Thì sữa trẻ em sơ sinh liều lượng, cách dùng thì anh lấy 2 thìa canh đầy sữa trẻ em sơ sinh pha với 1 lít nước sôi để nguội xuống 35-36 độ C. Anh khuấy đều rồi anh cho 10 con bú một lần, là mỗi con 100 cc, và ngày thì anh cho ăn bổ sung thêm, phụ thuộc vào cái lượng sữa mà lợn nái nó cho bú. Nếu bú ít thì anh cho ăn nhiều, mà nếu nó bú tương đối đều thì anh chỉ bổ sung 1-2 lần trong ngày thôi. Thế thì cái đó là tùy vào hiện tượng cụ thể, trường hợp cụ thể tại gia, để anh có thể quyết định là số lần ăn thêm. Chúc anh, mong anh làm đúng thì sẽ cứu được cả mẹ và cả con lợn con. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Năm với những tư vấn vừa rồi. Thưa quý vị, tập đoàn